Cá sấu Ka-52 Nga phóng tên lửa sát thủ, bắn nổ tung thiết giáp Ukraine Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày mùng 10 tháng 9 đã công bố video ghi lại cuộc tấn công bằng tên lửa phóng từ trực thăng Ka-52 nhằm vào một xe bọc thép của Ukraine ở Zaporizhia. Hình ảnh từ video cho thấy trực thăng Ka-52 phóng tên lửa dẫn đường bằng laser vikr cơn lốc vào phương tiện đang đứng yên với màn hình hiển thị hướng tiếp cận mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe bọc thép của Ukraine đã phát nổ sau khi trúng hỏa lực tên lửa của Nga. Do trực thăng Nga bay ở khoảng cách vài km và Vikr có tốc độ bay cao, nên Ukraine sẽ chỉ có thể nhận ra mối đe dọa khi tên lửa sắp bay tới mục tiêu. Mặt khác, nếu phía Kiev nhận ra hỏa lực đối phương và di chuyển, Vikr sẽ tự thay đổi đường bay để tìm tới mục tiêu. Vì vậy, xe bọc thép Ukraine rất khó để cơ động đối phó trong tình huống này. Tên lửa sát thủ Vikra được thiết kế đặc biệt để tấn công các mục tiêu bọc thép hạng nặng, bao gồm các tên lửa được trang bị giáp phản ứng nổ. Vikram là loại tên lửa có tầm tấn công tới 10 km và tốc độ tối đa là 610 m một giây. có thể xuyên qua lớp giáp thép đồng nhất dày tới 1.000 mm nằm sau lớp giáp phản ứng nổ. Ka-52 có thể mang tới 12 tên lửa Vikra cùng một lúc. Ưu thế áp đảo trên không của Nga và việc NATO không cung cấp đủ hệ thống phòng không cho Ukraine được cho là những yếu tố chính khiến chiến dịch phản công mùa hè của quân đội Ukraine không đạt được nhiều bước tiến như kỳ vọng. KA-52, NATO gọi là Hokumbe, là trực thăng chiến đấu và do thám thế hệ kế tiếp, được thiết kế để đối phó với các phương tiện trên bộ cả bọc thép và không bọc thép, xe tăng, binh sĩ và trực thăng đối phương. Cá sấu Nga có thể được sử dụng cả trong nhiệm vụ chiến đấu và trinh sát là phiên bản hai chỗ ngồi của trực thăng Ka-50. Trực thăng Ka-52 có thể hoạt động 24 trên 24 và trong mọi điều kiện thời tiết. Ka-52 được trang bị pháo tự động cỡ nòng 30 mm và cũng có thể mang tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không tầm ngắn, các loại bom và tên lửa khác. Ka-52 có thể đạt vận tốc trên 290 km/h và trần bay là gần 5.000 m. Quân đội Ukraine cùng các nhà phân tích và quan chức phương Tây từ lâu đã nhấn mạnh sức mạnh của không quân Nga, bao gồm máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công, nhất là khả năng hạ gục tăng thiết giáp Ukraine. Ngoài ra, Kiev cũng thiếu hệ thống phòng không ở tiền tuyến để ngăn chặn máy bay Nga. Nga hồi tháng 6 đã triển khai thêm 20 trực thăng, trong đó có mẫu KA-52, tới sân bay tại thành phố Berdyansk, nằm cách orikhiv khoảng 100 km. Đây là một trong những căn cứ chính phục vụ cho các hoạt động của trực thăng Nga. Tuy nhiên, trực thăng Ka-52 vẫn không tránh được những sai lầm trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng 6 công bố video trực thăng cá sấu sử dụng cảm biến để phóng tên lửa vào vật thể được cho là xe tăng Leopard 2 trên cánh đồng trống. Nhưng giới chuyên gia phương Tây sau đó nhận định, mục tiêu bị hạ là xe phun thuốc trừ sâu. Cá sấu cũng rất dễ bị tên lửa đất đối không tấn công khi ở trong tầm bắn. Nga đã mất ít nhất 35 chiếc Ka-52 kể từ tháng 2 năm 2022. Theo trang theo dõi thông tin tình báo mở Oryx. Ukraine quyết dồn lực phản công bất chấp thời tiết xấu. Hãng Reuters dẫn lời người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine Kirilo Budanov tuyên bố nước này sẽ duy trì cuộc phản công dù thời tiết vào cuối năm lạnh và ẩm ướt. Ông Budanov phát biểu ngày 10 tháng 9, hoạt động chiến đấu sẽ tiếp tục bằng cách này hay cách khác. Trong thời tiết lạnh, ẩm ướt và bùn lầy thì chiến đấu trở nên khó khăn hơn, nhưng giao tranh chắc chắn tiếp tục, phản công chắc chắn tiếp tục. Ukraine phát động phản công từ mùa hè, trong 3 tháng qua giải phóng hàng chục ngôi làng ở miền Nam và miền Đông. Tuy nhiên quân đội nước này gặp rất nhiều khó khăn trước phòng tuyến vững chắc mà Nga dày công thiết lập. Trước đó, The New York Times dẫn lời một số quan chức phương Tây nhận xét, cuộc phản công đạt tiến bộ hạn chế vì Ukraine bố trí quá nhiều quân ở sai địa điểm. Tốc độ phản công chậm chạp làm giấy lên lo ngại, phương Tây có thể giảm viện trợ quân sự. Ông Budanov thừa nhận, cuộc phản công diễn ra chậm, nhưng nhấn mạnh rằng họ phải tiến quân ở nhiều hướng, tình hình chiến trường vô cùng khó khăn vì mình cùng máy bay không người lái cảm tử của Nga. NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania. Ngày 10 tháng 9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng khối này không phát hiện dấu hiệu Nga định tấn công NATO sau các cuộc tấn công gần đây của Nga vào các cảng của Ukraine gần sông Danube, sát Rumani. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Rumani nói rằng đã tìm thấy các mảnh vỡ của một UAV giống loại quân đội Nga dùng cách ngôi làng biên giới Plauru khoảng 2,5 km về phía đông nam. Vụ việc thứ hai trong vòng một tuần. Hôm 6 tháng 9, mảnh vỡ UAV cũng được phát hiện gần biên giới của Romania với Ukraine. Ông Stolenberg viết trên mạng X, trước đây gọi là mạng Twitter, đã nói chuyện với Tổng thống Romania Klaus Ionis về việc vụ tấn công của Nga vào Ukraine gần sông Danube và các mảnh UAV tìm thấy ở Romania. Không có dấu hiệu về ý đồ tấn công NATO, nhưng các cuộc tấn công này gây bất ổn định. Về phần mình, Tổng thống Klaus Ionis thông qua mạng xã hội tuyên bố cực lực lên án vụ vi phạm không phận mới nhất đối với không phận nước ông, coi đó là mối đe dọa đối với các công dân Rumani ở trong vùng. Maroc để quốc tang 3 ngày sau trận động đất khiến nhiều người thương vong. Cung điện Hoàng gia Maroc ngày mùng 10 tháng 9 tuyên bố, nước này để quốc tang 3 ngày sau trận động đất xảy ra vào đêm mùng 8 tháng 9 khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Maroc MAP đưa ra, sau khi vua Mohammed VI chủ trì một cuộc họp để thảo luận về thảm họa. Tuyên bố cho biết, ba ngày quốc tang đã được quyết định, dưới cờ rủ trên tất cả các tòa nhà công cộng. Cuộc họp được tổ chức sau trận động đất vào đêm mùng 8 tháng 9, thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất ở quốc gia Bắc Phi này trong nhiều thập kỷ. Tâm chấn của động đất nằm cách thành phố du lịch nổi tiếng Marrakech khoảng hơn 70 km về phía tây nam khiến ít nhất 1.037 người thiệt mạng và 1.204 người khác bị thương, khiến nhiều trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Thế giới bày tỏ tình đoàn kết, sẵn sàng trợ giúp. Trước đó ngày 9 tháng 9, các nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế trên thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với Maroc sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Theo Reuters, Algeria ngày 9 tháng 9 cho biết sẽ mở cửa không phận cho các chuyến bay nhân đạo và y tế đến Maroc sau khi nước này vừa hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,2 khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Algeria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc vào năm 2021 do những điều mà Algeria cho là hành động thù địch. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Algeria Abdel Majid Tebboune cho biết mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Bắc Phi đã đến mức không thể quay lại. Trong một tuyên bố về trận động đất vừa xảy ra ở Maroc, Văn phòng Tổng thống Algeria cho biết nước này sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo và tất cả những gì trong khả năng về vật chất và nhân lực trong tình đoàn kết với người dân Maroc nếu Maroc đề nghị giúp đỡ. Cũng trong ngày 9 tháng 9, các nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế trên thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với Maroc sau trận động đất kinh hoàng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ rất sốc khi nghe tin trận động đất khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và 1.200 người bị thương ở Maroc cho biết Pháp sẵn sàng trợ giúp. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ tình đoàn kết và sự hỗ trợ đối với người dân Maroc sau trận động đất khủng khiếp. Tây Ban Nha ở bên các nạn nhân trong vụ thảm kịch này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng chia sẻ đau thương với tất cả những người bị ảnh hưởng. Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset gửi lời chia buồn trong khi Bộ Ngoại giao nước này cho biết đã kích hoạt một đơn vị xử lý khủng hoảng và đang đánh giá việc gửi viện trợ. Tổng thống các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới quốc vương Mohamed VI và tất cả người dân Maroc. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị hỗ trợ những người anh em Maroc bằng mọi cách trong thời điểm khó khăn này. Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, quyền lực khí đốt Nga quá lớn, còn sớm để tự tin nói thời kỳ tồi tệ nhất đã quảng. Mùa đông năm ngoái đã trôi qua mà không xảy ra tình trạng thiếu khí đốt nghiêm trọng nhờ các hoạt động kịp thời và cấp bách của các thành viên Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên trong bài viết trên The Conversation gần đây, giáo sư năng lượng toàn cầu Michel Bradshaw tại trường kinh doanh Warwick, Đại học Warwick, Vương quốc Anh cảnh báo vấn đề nguồn cung khí đốt còn lâu mới được giải quyết trong những mùa đông sắp tới. Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022 đã gây ra cú sốc năng lượng bất ngờ cho châu Âu. Trước viễn cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nguồn khí đốt từ Nga, do lo ngại rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu cho mùa đông 2022-2023, khiến các nền kinh tế sụp đổ. Tuy nhiên, một mùa đông với khí hậu ôn hòa và việc EU triển khai dần dần kế hoạch giảm mức tiêu thụ năng lượng, mua thêm từ các nhà cung cấp thay thế đã khiến khu vực này không bị đánh bại trong cơn thiếu năng lượng. Mặc dù có đôi chút khó khăn về nguồn cung, Đức, Italia và các quốc gia khác đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga mà không bị thiếu điện nghiêm trọng. Kể từ đó có nhiều tin tích cực hơn đối với châu Âu. Giá năng lượng đã giảm đều đặn vào năm 2023, trong khi mức dự trữ khí đốt của châu lục đạt 90%, công suất trước mục tiêu tháng 11 tới 3 tháng và thậm chí có thể đạt 100% vào tháng 9 này. Theo các chính trị gia như Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck, thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng đã qua. Tuy nhiên như chúng ta đã thấy, vẫn còn hơi sớm để tự tin như vậy. Lỗ hỏng mới Tỷ trọng nhập khẩu khí đốt qua đường ống của EU từ Nga đã giảm từ 39% xuống chỉ còn 17% trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến đầu năm 2023. Để đối phó với sự thay đổi này, EU trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng LNG so với trước đây. Tổng thị phần nhập khẩu LNG của Liên minh đã tăng từ 19% vào năm 2021 lên khoảng 39% vào năm 2022, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng được nâng cấp nhanh chóng nhằm tăng thêm 1 phần 3 công suất LNG từ năm 2021 cho đến năm 2024. Thực tế là 13% lượng nhập khẩu LNG vào EU vẫn đến từ Nga, quốc gia có lượng hàng xuất khẩu cũng tăng đáng kể, tính từ thời điểm cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra. Sự gia tăng LNG này có thể đã khiến các nước châu Âu dễ bị tổn thương trước những biến động trên thị trường, đặc biệt khi 70% lượng nhập khẩu được mua trong thời gian ngắn thay vì sử dụng các hợp đồng dài hạn phổ biến ở châu Á. Ví dụ, theo thống kê, giá khí đốt chuẩn của châu Âu tăng lên trong những tuần gần đây do lo ngại về các cuộc đình công tại một số nhà máy LNG của Australia. Điều này cho thấy nguồn cung vẫn khan hiếm và có nhiều khả năng bị gián đoạn trong một thị trường toàn cầu có tính kết nối cao như hiện nay. Để đồng bộ hóa nhu cầu về LNG, Ủy ban châu Âu EC đã đưa ra các sáng kiến như nền tảng năng lượng EU, một nền tảng công nghệ thông tin giúp các công ty cung cấp ở các quốc gia thành viên cùng mua nhiên liệu dễ dàng hơn. Tuy nhiên không rõ mức độ cung cấp nào có thể được chuyển qua công cụ này vì nó vẫn chưa được kiểm tra. Ngoài ra cũng đã xuất hiện lo ngại rằng kiểu can thiệp này của nhà nước có thể gây tác dụng ngược và làm suy yếu hoạt động của thị trường. Về khí đốt qua đường ống, Na Uy đã vượt Nga để trở thành nhà cung cấp hàng đầu châu Âu, đáp ứng 46% nhu cầu cho châu lục này vào đầu năm 2023 so với 38% một năm trước đó. Tuy nhiên lượng tái bổ sung này đã gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng khí đốt của Na Uy. Vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, công việc bảo trì đường ống bị trì hoãn đã khiến dòng chảy chậm lại, làm giá tăng cao. Điều này một lần nữa cho thấy thị trường châu Âu hiện đang thắt chặt như thế nào. Công việc bảo trì kéo dài ở Na Uy dẫn đến nhiều trở ngại hơn trong tương lai, rõ ràng là có thể xảy ra. Trong khi đó, EU dự kiến vẫn phải mua khoảng 22 BCM tỷ mét khối khí đốt từ Nga trong năm nay. Trong đó một phần lớn lượng khí đốt đi qua Ukraine. Và trong điều kiện thỏa thuận vận chuyển Nga-Ukraine hiện tại khó có thể được gia hạn sau khi hết hạn vào năm 2024. Tuyến cung cấp này đang có nguy cơ bị đình trệ. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, là một phần của chiến lược xoay trục khỏi Nga, EU đã cố gắng giảm mức tiêu thụ khí đốt xuống 13% vào năm 2022 so với mục tiêu 15%. Trong những tháng tới, các quốc gia EU vốn mệt mỏi vì xung đột có thể không hoạt động tốt trên mặt trận này. Việc giá cả đã giảm cũng như việc một số quốc gia không giảm lượng tiêu thụ vào mùa đông năm ngoái cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ có 14 trong số 27 thành viên EU đưa ra các chính sách cắt giảm năng lượng bắt buộc, trong khi các quốc gia phía đông như Ba Lan, Romania và Bulgaria hầu như không làm gì để giảm mức tiêu thụ. Nếu xảy ra tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu vào mùa đông năm nay, điều này có thể làm suy yếu những lời kêu gọi đoàn kết nội khối. Điều gì sẽ xảy ra? Thực tế là nếu muốn tránh giá khí đốt tăng đột biến trong ít nhất 2 hoặc 3 mùa đông nữa, châu Âu sẽ phải hy vọng thời tiết ôn hòa trên khắp Bắc bán cầu mà không có sự gián đoạn lớn đối với nguồn cung LNG toàn cầu. Ngay cả khi mọi thứ ổn định, Giá khí đốt ở châu Âu vẫn cao hơn khoảng 50% so với mức trung bình dài hạn trước cuộc xung đột. Điều này đang gây tổn hại về kinh tế cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp. Vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Đức, cường quốc công nghiệp của EU, khi có ngành công nghiệp ô tô và hóa chất tiêu tốn nhiều năng lượng. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao có thể thúc đẩy quá trình phi công nghiệp hóa khi các ngành sử dụng nhiều năng lượng chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên tin tốt là áp lực về khí đốt ít nhất sẽ giảm bớt từ giữa những năm 2020. Nguồn cung LNG mới đáng kể sẽ xuất hiện ở Mỹ, Qatar và thị trường sẽ cân bằng lại. Theo kế hoạch cắt giảm năng lượng, nhu cầu khí đốt của châu Âu cũng sẽ giảm đáng kể, giảm 40% vào năm 2030. Thậm chí còn có tin đồn về tình trạng dư cung vào cuối thập niên này, tùy thuộc vào việc tăng cường triển khai năng lượng tái tạo ở châu Âu và thế hệ nhà máy điện hạt nhân mới sắp đi vào hoạt động. Điều này sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu khí đốt của châu Âu, nhưng sẽ chỉ xảy ra nếu khối này phối hợp hiệu quả. Người ta đã thấy những gì các quốc gia EU có thể đạt được trong những tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Khi đó, Pháp cung cấp khí đốt cho Đức giúp Berlin giảm sự phụ thuộc vào Nga. Sau đó thì Đức lại cấp điện cho các thành phố của Pháp để khắc phục tình trạng mất điện do bảo trì nhà máy năng lượng hạt nhân mặc dù vậy vẫn còn thách thức với khối trong khi pháp cố gắng thu hút sự ủng hộ cho việc hiện đại hóa nhà máy năng lượng hạt nhân ở cả trong nước và các nơi khác ở châu âu paris đang vấp phải sự phản đối từ những nhóm như những người bạn đổi mới do đức dẫn đầu vốn ủng hộ việc chỉ xây dựng và phát triển năng lượng tái tạo sự chia rẽ này có thể sẽ là trở ngại nghiêm trọng trong việc đạt được sự chuyển đổi năng lượng nhanh hơn khỏi nhiên liệu hóa thạch vì vậy mặc dù đã tìm cách tránh xa khí đốt qua đường ống của nga nhưng châu âu sẽ vẫn phải đối mặt với sự biến động của thị trường toàn cầu trừ khi các quốc gia giảm đáng kể nhu cầu trong những năm tới đây